Declan Rice nhận mức lương khủng ở Arsenal. Theo tiết lộ từ nhà báo Michael Britt, Declan Rice sẽ được hưởng một mức thù lao khủng sau khi chuyển đến khoác áo Arsenal, con số được báo chí đồn thổi vào khoảng 250.000 bảng một tuần. Các chuyên gia đều nhận định, có được chữ ký của ngôi sao người Anh đã là một chiến thắng dành cho pháo thủ. Ký giả trực thuộc The Sky Sports cho biết, có lẽ Rice xứng đáng được chơi bóng ở Champions League. Bây giờ đây, thách thức đối với cậu ấy hiển nhiên là tỏa sáng cho một đội bóng sắp tham dự Champions League. Tôi được biết rằng Arsenal sẽ dành một mức lương rất cao cho cậu ấy, nhưng tất nhiên, đây cũng là một chiến thắng cho pháo thủ ở thương vụ này. Arsenal đã thỏa thuận chiêu mộ Jurrien Timber. Theo xác nhận của nhà báo Myverway, nguồn tin uy tín hàng đầu của Ajax Amsterdam, Arsenal và Ajax đã đạt thỏa thuận miệng về việc chuyển nhượng hậu vệ Jurrien Timber. Mức giá của thương vụ này là 42 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí. Các bên hiện đang tiến gần hơn đến việc thống nhất một thỏa thuận, nhưng vẫn còn một số điểm cần phải thảo luận. Chuyên gia hé lộ tân binh thứ 3 của Arsenal. Theo chia sẻ từ nhà báo Fabrizio Romano, bản hợp đồng thứ 3 của đội chủ sân Emirates có thể sẽ đến ngay sau khi hoàn tất thương vụ Declan Rice, đó là Jurrien Timber. Ký giả người Ý cho hay, sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng với Declan Rice, có lẽ người tiếp theo sẽ là Jurrien Timber, chỉ còn phải chờ đợi thời gian để hoàn tất thỏa thuận giữa Arsenal và Ajax. Pháo thủ đã gửi giá thầu vào sáng thứ hai, khoảng 48 triệu euro, rất gần với những gì Ajax muốn, khoảng 50 triệu euro. Hiện tại, những nỗ lực của Arsenal là hoàn tất thương vụ Declan Rice. Họ không muốn bỏ lỡ mục tiêu này trong mùa hè, nhưng đối với Timber, các cuộc đàm phán là tích cực. Bên cạnh đó, nhà báo Romano khẳng định Mickey van der Ven không có trong danh sách mục tiêu của Arsenal như các tin đồn trước đó. Cầu thủ người Hà Lan chỉ có trong tầm ngắm của Tottenham. Arsenal vẫn duy trì sự quan tâm cho Romeo Lavia. Trên trang cá nhân, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã có những chia sẻ liên quan đến việc Arsenal đàm phán chiêu mộ Romeo Lavia từ Southampton. Ký giả người Ý cho hay, chúng tôi biết ưu tiên của Arsenal là giải quyết những mục tiêu khác như Timber hay Rice, nhưng điều quan trọng cần nói là Romeo Lavia vẫn nằm trong danh sách của Arsenal với tư cách là một trong những cầu thủ mà họ đánh giá rất cao. Arsenal được cho đã gửi đề nghị trị giá 50 triệu bảng dành cho Romeo Lavia, nhưng sẽ chỉ dồn sức cho thương vụ này sau khi hoàn tất chữ ký của trung vệ Jurrien Timber. Mặc dù vậy, Liverpool cũng đã có động thái muốn chiêu mộ Romeo Lavia. Chia sẻ trên The Redman TV, The Court Offside dẫn lời, chuyên gia Sachel Tovoile cho hay, những điều tôi có thể nói về Liverpool là họ vẫn đang tiến về phía trước với nhiều hồ sơ đang được xem xét. Họ bày tỏ sự hứng thú và muốn ký hợp đồng với một số cầu thủ tiềm năng. Liverpool được thông báo sẽ gửi một lời đề nghị vào mùa hè khá cụ thể và to lớn. Ngoài ra, như tôi đã đề cập trước đó, những mối liên hệ với Southampton có thể giúp họ trong một thương vụ Romeo Lavia. Ba ông lớn ngoại hạng Anh tranh giành đá tảng Bundesliga. Trung vệ Edmond Tapsoba của Bayer Leverkusen hiện đang là mục tiêu theo đuổi sát sao của nhiều đội bóng tên tuổi tại Premier League, trong đó có Chelsea, Man United và Arsenal. Ngôi sao của Leverkusen vẫn còn thời hạn trong hợp đồng hiện tại đến năm 2026 và được định giá chỉ khoảng 30 triệu euro. Tapsoba có lối chơi rất hiện đại, mạnh dạn cầm bóng phối hợp với đồng đội và có tầm nhìn bao quát để đưa ra những đường chuyền đoạn ngắn hoặc những đường phát dài lên trên. Chính những phẩm chất này đã lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên hàng đầu nước Anh với lối chơi kiểm soát. Chuyên gia khẳng định tương lai của Emile Smith Rowe. Nhà báo Dean Jones tiết lộ Arsenal sẽ sử dụng Emile Smith Rowe nhiều hơn ở mùa giải tới vì huấn luyện viên Mikel Arteta đã có những kế hoạch cho sao mai người Anh. Ký giả này tiết lộ, Smith Rowe đã chơi thực sự xuất sắc trong vai trò của một số 10 và thật tuyệt khi thấy anh ấy lấy lại thể lực và phong độ vốn có. Vâng, Arteta chắc chắn có kế hoạch cho anh ấy vào mùa giải tới. Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Smith Rowe phù hợp với vị trí nào trong hệ thống của Arsenal mùa tới. West Ham hỏi mua sao xỉn Arsenal. Nhà báo Mark Douglas đưa tin rằng West Ham đang quan tâm đến chữ ký của hậu vệ Nuno Tavares, người đang được cho là có liên hệ tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho Galatasaray. Cụ thể, The Hammers muốn ngồi lại với ban lãnh đạo pháo thủ để tìm kiếm một thỏa thuận cho cầu thủ người Bồ. Mức giá West Ham mong muốn khoảng 8 triệu bảng. Mặc dù vậy, Arsenal trước đó đã khẳng định muốn thu về 12 đến 15 triệu bảng cho trường hợp của Nuno Tavares. Arsenal trói chân thành công Samai 17 tuổi. Theo tiết lộ của ký giả Fabrizio Romano, Arsenal đang cảm thấy ngày càng tự tin về việc giữ chân tiền vệ trẻ Ethan Nwaneri. Sao mai người Anh gần như đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với pháo thủ, bất chấp sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn, trong đó có Chelsea và Man City. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận mới cho Ethan hiện đang tiến triển tốt và chuẩn bị tiến tới giai đoạn cuối cùng. Nwaneri cũng đã đồng ý các điều khoản cá nhân với pháo thủ và cam kết tương lai với đội chủ sân Emirates. Arsenal có khả năng trở lại Scotland.
Newcastle United đã tiếp cận hậu vệ Kieran Tierney nhưng vẫn chưa có đề nghị chính thức nào được gửi đến pháo thủ. Trong khi đó, cựu cầu thủ Celtic Neil Lennon tin rằng có cơ hội để Tierney trở lại đội bóng cũ ở Scotland. Lennon cho hay, Kieran đã phát triển mạnh mẽ dưới thời Brendan Rodgers trong thời gian cậu ấy ở Celtic và tôi nghĩ họ có một mối quan hệ tuyệt vời. Vì vậy, đó là một khả năng. Tuy nhiên Arsenal có muốn bán hay cho mượn cậu ấy hay không lại là chuyện khác. Có rất nhiều biến số vào lúc này. Một điều nữa là Kieran sẽ cần cân nhắc xem điều đó có phải là bước đi đúng đắn cho sự nghiệp của cậu ấy vào thời điểm này hay không. Lý do Arsenal vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire của đài Sky Sports News tiết lộ rằng Arsenal có hóa đơn tiền lương thấp hơn 150 triệu bảng đến 170 triệu bảng so với các đối thủ trực tiếp của họ như Man City, Liverpool, Chelsea hay Man United. Đó là lý do tại sao pháo thủ có thể chi tiêu thoải mái như vậy trong mùa hè này. Sau khi có vé tham dự Champions League, nhà Kroenke dự kiến sẽ chi 200 triệu bảng để huấn luyện viên Mikel Arteta đem về những cầu thủ mà ông cho là phù hợp với chiến lược bóng đá của mình để thi đấu trên nhiều đấu trường khác nhau ở mùa giải tới. Arsenal được khuyên mua Victor Osimhen. Thông qua trang cá nhân, nhà báo Piers Morgan bày tỏ mong muốn Arsenal ký hợp đồng với tiền đạo của Napoli, Victor Osimhen, người đang được Chelsea và Man United quan tâm ở mùa hè này. Morgan giải thích, thật tuyệt vời khi Arsenal dường như đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Declan Rice. Đó là một sự bổ sung cực kỳ tốt cho đội bóng. Nhưng nếu Arsenal muốn giành những danh hiệu lớn, họ cũng cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới, người sẽ ghi hơn 25 bàn mỗi mùa. Khi đó, tôi sẽ phá két về Victor Osimhen. Arsenal cần chi 86 triệu bảng để có sao mai tuyển Pháp. Theo chia sẻ của tờ Football Transfer, Arsenal có thể đặt vấn đề với Real Madrid về thương vụ Aurel Tchouameni trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Các báo cáo tiết lộ, cầu thủ người Pháp có thể là mục tiêu của huấn luyện viên Mikel Arteta nếu Arsenal không chiêu mộ được Moises Caicedo hoặc Romeo Lavia. Được biết, Real Madrid sẽ không đàm phán nếu đối tác trả dưới 86 triệu bảng. Chủ tịch Florentino Perez muốn Tchouameni đóng vai trò chủ chốt trong đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong mùa giải tới. Lý do Arsenal bỏ số tiền lớn chiêu mộ Kai Havertz. Sau khi trang chủ Arsenal công bố chiêu mộ thành công Kai Havertz từ Chelsea, nhà báo John Cross đã chia sẻ trên tờ Mirror lý do pháo thủ muốn ký hợp đồng với ngôi sao người Đức. Cụ thể, huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá rất cao tâm lý tốt của Havertz, đặc biệt là ở những trận cầu lớn trong màu áo Chelsea hay trước đó là Leverkusen. Ngoài ra, cựu sao The Blue mới 24 tuổi nên rất phù hợp với kế hoạch xây dựng đội bóng trẻ và giàu tiềm năng phát triển trong 5 năm tới của Arsenal. Mikel Arteta nhận thấy sự đa năng trong bộ kỹ năng của Havertz và tin rằng tân binh 65 triệu bảng có khả năng chơi như một số 8 dâng cao như Granit Xhaka hoặc cũng có thể chơi như một số 9 ảo trên hàng công. Sau khi chính thức là người của pháo thủ, cả Havertz đã có những chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới. Anh cho hay, tôi rất vui khi được gia nhập câu lạc bộ tuyệt vời này. Arsenal có một lịch sử đồ sộ và tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành công cùng nhau. Tôi rất chờ đợi được gặp gỡ tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện, mọi thứ chắc chắn sẽ rất thú vị. Việc được chơi bóng tại đấu trường Champions League vào mùa giải sau cùng Arsenal khiến tôi vô cùng hào hứng. Hy vọng rằng tôi có thể đóng góp những điểm mạnh cho đội bóng và hy vọng tôi có thể giành được chiếc cúp này một lần nữa. Bởi vì tôi nghĩ rằng đây là danh hiệu đặc biệt nhất mà bạn có thể giành được. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ, Kai là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, cậu ấy rất đa năng và thông minh. Cậu ấy sẽ bổ sung rất nhiều sức mạnh cho hàng tiền vệ và sự đa dạng cho lối chơi của chúng tôi. Chúng tôi chào mừng Kai cùng gia đình tới câu lạc bộ Arsenal và chúng tôi đều rất háo hức được bắt tay làm việc cùng cậu ấy khi bắt đầu giai đoạn tập luyện tiền mùa giải. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.